Xin chào tất cả các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quốc Ánh, hiện đang phụ trách công tác thiết kế tại công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi làm một video để chia sẻ các bạn về mẫu từ đường được xây dựng tại tỉnh Ninh Bình và xây dựng trên cái khổ đất là 10 x 20m, tổng diện tích khuôn viên là 200m2, với mục đích muốn chia sẻ một cái mẫu từ đường đến mọi người đang quan tâm. Và sau đây tôi xin mời các bạn ngắm qua kiến trúc bên ngoài của mẫu nhà. Xin mời các bạn. Chúng ta đang quan sát phía bên ngoài của cái mẫu từ đường này. Tôi sẽ đứng ở đây để xin quay cho anh em, cho mọi người xem. Và mẫu từ đường này thì được xây phía bên ngoài bởi bức tường rào. Nổi bật lên là màu xanh và màu nâu. Đó. Và đây một cái cổng cũng khá là lớn của mẫu từ đường. Các bạn có thể quan sát cái mẫu cổng này ạ. Được trang trí là rất là đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan cái mẫu từ đường này. Đó. Đây, trước cái mẫu từ đường thì có bố trí đây là cái cây gì bác nhỉ? Cây xanh ạ. Vâng, cháu xin chào bác ạ. Bác tên là gì bác nhỉ? Hả? Bác tên là bác gì ạ? Tên là Tiến. Tiến ạ. Vâng, Tiến ơi, cho cháu hỏi một chút về cái mẫu từ đường này để chia sẻ thông tin với mọi người bác nhé. Cứ thẳng hoán nhá. Vâng, cái khuôn viên của mẫu từ đường này thì kích thước như nào bác nhỉ? Chiều rộng ạ. Tất cả khuôn viên là 210m2. 210m2. Đúng ạ. Theo dựa theo đất nhà mình sẵn có. Vâng. Thế cái chiều ngang là 20, chiều dài là hơn 20. Hơn 20. Chiều ngang là 10. Các bạn lại nhìn thấy là 10m. Vâng. Ok, chúng ta sẽ quan sát cái kiến trúc phía bên ngoài của cái mẫu từ đường này ạ. Cái mẫu từ đường này thì cái kích thước của nó như nào ạ bác? Kích thước dài 7m50. Lòng 4m5. À. 1m6. Vâng. Cái chất liệu gỗ thì không biết đây là gỗ gì ạ? Đây là gỗ lim. Gỗ lim hết ạ? Ừ. Vâng. À. Không, có mỗi cửa ấy rồi. Còn cửa này, cửa có tảo lim, tông tảo gỗ. Bạo cửa lim. À. Cửa lim. Rồi. Rui lim. À. Còn tất cả là giả gỗ bằng cột xi măng hết. Vâng, rồi, vâng. À, rồi, rồi. Con rẻ trình rồi nhá. Vâng, vâng. À. Thợ làm đây là thợ chuyên trị làm từ đường của toàn quốc. À đấy ạ, đó. Người ở Khánh Hồng. Vâng. Đấy, thì nếu các bạn mà ở tỉnh Ninh Bình mà có nhu cầu về xây dựng cái mẫu từ đường thì có thể tham khảo cái thợ chuyên làm về mảng này đúng không bác? Thế có liên hệ với chúng tôi. Nhà thờ bên Nam Định to lắm rồi. Vâng, đó. Chuyên làm nhà thờ thôi. Những cái ví dụ như những cái trang trí kia thì là cũng mình phải đặt riêng đúng không? Cái trang trí là cũng do thợ ấy nó làm. À. Nhưng mà phải bao giờ có người riêng. Nó đặt cái con kình này là thợ từ Quảng Trị ra. Quảng ra. À, thanh niên trẻ 18 19 tuổi trực tiếp ra đây đắp trực tiếp. Nó đắp xong nó đưa lên. À, thế không siêu đấy. Không khuôn. Không phải khuôn. Nó phải đây là con kình. Gọi là con kình hả bác? Đây là con kìm. Kìm. Con kìm chứ không phải con rồng đâu. Rồi. Từ đường không thể làm rồng được. Vâng, chỉ có những bậc quân vương thì mới làm được rồng. Vâng. Còn cửa đây là thợ đây làm. Cửa đây là thợ Kim Sơn làm. Cái cột này là cột bằng đá hẳn luôn. Cột giả đá. Giả đá. Xin chữ là xin chữ cụ viện ở trên Ninh Bình. À. Đấy. Rất nổi tiếng ấy đúng không ạ? Ừ, cụ viện nổi tiếng lắm. Bác có biết cái chữ này là ghi chú là gì không ạ? Ba cái chữ này là ba chữ Phạm tộc đường. À, tức là từ đường của họ Phạm. Từ đường họ Phạm. Cháu họ Phạm đấy. Còn những cái chữ này thì chú biết sơ sơ thôi. Vâng. Thì cứ quay nó vào xong này. Vâng. Rồi cháu xin phép chú là tiến vào bên trong không gian từ đường để giới thiệu cho mọi người. Đây, trên này là gỗ lim hết đây đúng không ba? Hả? Trên này gỗ lim hết đúng không? Trên là bằng lim, cái con song con tiện là bằng lim hết. Cửa bằng lim. Rồi. Cái bạo cửa này bằng lim. Vâng. Nhưng cái cột này là giả gỗ. À, cái cột tròn tròn này là giả gỗ. Chính xác. Rồi. Nó bằng bê tông. Đó, mọi người có thể quan sát qua. Đấy.
Kể cả những cái xà này là cũng lim hết. Kể cả cái xà là bằng bê tông hết. À xà lại là bê tông. Ừ. Đấy. Còn cái này. Lui thôi. Còn cái này có phải bê tông ạ? Cái này cũng là bê tông. À cái đấy cũng bê tông luôn. Để xem họ làm giỏi không? Ôi giỏi, nhìn vào nhìn như gỗ luôn. Như gỗ luôn. Đúng rồi. Chuẩn nhỉ. Đẹp đấy. Như gỗ luôn. Rồi. Còn mỗi cánh cửa là gỗ thôi. Cánh cửa là gỗ, bảo cửa là gỗ. Bảo cửa là gỗ. Bảo bạn rồi, ok ạ. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào phía bên trong. Bên trong. Từ giờ này uy nhất là thế cái ngói này chất liệu là gì hả bác? Đó, là ngói là ngói Hạ Long. Ngói Hạ Long vậy bác. Cái này cũng là bê tông luôn gì ạ? Cái này không, không. Cái rui thì là gỗ, nhưng mà cái ngói thì là cái ngói. Không, còn... cháu hỏi cái này cơ. Cái to này. Tất cả cái người ta gọi đây là cái câu đầu. Câu đầu. Ừ. À vâng. Là bằng bê tông. Vâng. Hoa văn cũng bằng bê tông. À. Mà do thợ Quảng Trị đó. Ôi, giỏi thật. Đấy nhá. Bác có thể ví dụ nói qua cháu ý nghĩa của cái từ đường thì nó gồm ý nghĩa của từ đường này. Tại sao phải có những cái ban gồm những cái ban nhá. Vâng. Thứ nhất này là khám này là thờ tổ. Thờ tổ ạ. Thờ tổ là ông họ Phạm là con của danh tướng Phạm Tu. À rồi. Mới lưu lạc về đây. Vâng. Cái nhành này là nhành hai. Vâng. Mà ở đây lâu đời lắm rồi. Vâng. Bây giờ cố khám này thờ tổ. Vâng. Cố này là thờ công đồng ông bà tổ tiên. Vâng. Còn cố này là thờ mãnh, cố kia là thờ bà cô. Vâng. Đấy. Đấy. Tức là thường là một cái nó có cấu trúc là như vậy đúng không ạ? Ừ. Vâng. Đấy, thường nói chung là thường là phải như thế. Vâng. Còn những cái xà tử đâu ở những nào? Theo kiến trúc ngày xưa nhá. Vâng. Cái này người ta gọi là xà tử này. À những cái ngang ngang gọi là xà tử đúng không? Gọi là xà tử nhá. Vâng. Đấy. Còn những cái này gọi người ta gọi là câu đầu. Câu đầu. Đấy. Vâng. Còn những cái này là thượng hương. Đâu cái ở giữa đấy ạ. Cái ở giữa. Cái to giữa. Hương long cốt. Rồi. Long cốt. Vâng. À. Đấy. Đấy thì về hỏi biết. Rất là khéo ạ. Nhìn các cậu cứ về hỏi long cốt long kiếp từ đường đấy ông phải biết hết mà. Thế cái kia có gọi là cái gì không ạ? Đâu? Cái ở dưới. Cái ở dưới gọi là cái bờ hẻm ở bờ hẻm đúng không? Để đặt ngói cho nó xuôi không? À rồi. À. Thế thì cái dòng chữ trên này thì có ý nghĩa gì bác? Dòng chữ trên này nghĩa là Đức Lưu Quan. Đức Lưu Quan. Nghĩa là cái đức của ông bà là lưu là cuốn đời trở lại cái con chó sau này. À rồi. Đó hiểu. Còn hai cái bảng ở bên hai bên có dòng chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Bên này cũng thế ạ. Tổ tông công đức Thiên Niên Thịnh. À rồi. Đấy hiểu. Đấy hiểu. Là cái gì chúng tôi biết thế. Còn với bốn cái bảng bên này ạ. Còn đây là tứ quý. Tứ quý rồi. Bức tứ quý Xuân Hạ Thu Đông. À chúng ta cùng ngắm qua chút nha. Nhá. Cái này đặt ở đâu bác? Đặt ở La Xuyên. Là cũng La Xuyên luôn á. Ừ. Khác bằng cái gì đấy? Chạm hay là ấy mạ đồng đó. Đồng hay là cái chất liệu gì ạ? Đồng La Xuyên. Đồng ngâm bạch tuyết thi mạ đồng. Mạ đồng. Thu ẩm hoàng hoa tiểu như thế. Hạ thưởng lục hà trì, xuân du phương thảo địa, xuân hạ thu đông. À. Nghĩa là bốn mùa nó. Người ta ở Trung Quốc người ta đọc ngược là xuân hạ thu đông. Vâng. Đấy. Gỗ ban thờ thì cũng là gỗ lim luôn ạ. Ban thờ là gỗ vụ. À gỗ vụ. Ba ban thờ đều là gỗ vụ. Mà là La Xuyên. Bên La Xuyên nó đây là chữ phúc này. Phúc đúng không ạ? Đúng không? Phúc khiến thọ mai đầy đủ nhá. Rồi. Không có dòng. Rồi. Đấy. Cái này cũng là chữ phúc, cũng phúc khiến thọ mai. Rồi. Có chim bên này thế. Vâng. Cũng thế đúng không ạ? Nó đẹp. Rất đẹp ạ. Đấy. Đấy xong rồi là anh đưa về anh xong. Ví dụ như là tập tục trong năm thì khoảng có bao nhiêu là có cái tổ chức cái lễ hay cái gì to rồi. Cứ đến ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 9 thì ở đây lễ rất to. Có hàng trăm xuất đình.
10 tháng 9. À, tức là tất cả có các tất con cháu dòng họ Phạm, các con trai của dòng họ Phạm này là tập trung hết ở đây rồi. Nhưng mà dòng họ Phạm thì cháu biết là rất là nhiều nhiều lơi đúng không? Đúng rồi. Nó chia thành, có chia thành các đinh hay cái gì? Chia thành các chi, các nhánh. Các khác nhau đúng không? Ừ. Và nhưng mà chính thức ở đây là ngành ngành hai của họ Phạm ở trên Hoàng Đan Y Yên rồi. Đấy. À, rồi. Đấy thì thông qua video này, những ai mà chưa biết từ đường, cấu trúc từ đường, cách bố trí như nào thì bạn có thể hiểu qua. Thì chúng tôi làm video này thì cũng xin phép các bác chủ nhà thì cũng quay để cho mọi người có thể là hiểu như nào và từ đường và kiến trúc của một cái từ đường là như thế nào để mọi người có thể tham khảo. À, chúng ta có thể quan sát lại. Ngoài ra cũng nói này nhá, bốn lớp đấy. Bốn lớp ạ? À? Bốn lớp đấy, chứ không phải là dắp lên mà lợp bằng vôi thoải mái đấy. Gồm những cái lớp gì bác có thể chia sẻ được không? Ngoài lát nhá. Vâng. Một lớp ngoài lát bằng bê tông, bằng ngoài xi măng này. Một lớp hồ phôi này. Thế một lớp ngói vi glacera. Một lớp ngói vảy ấy. Chắc chắn thật. Anh nhá, mày 20 phân này. Vâng. Mày tên là gì mà? Cháu Lương. Ừ, Lương này. Vâng. Anh nhá. Vâng. Đây. Đây, các cháu hãy ra cánh cửa đi. Anh vâng. Tiến khép mấy cánh cửa này. Mình cho tôi xem. Đấy nhá. Bốn cánh cửa đều là xuân hạ thu đông hết. Đấy nhá. Vâng. Xuân hạ thu đông, thu đông rồi, tùng cúc trúc mai rồi đúng không? Không vàng đây bên thế đây. Đúng không? À. Bên này thì là đại đoá. Đại đoá là như nào? Đại đoá nghĩa là cúc đại đoá. Vâng. Thường người ta để ra dưới to. Ừ, rồi to rồi cho cho à rồi rồi ok đúng không? Vàng bên này cũng là tùng cúc trúc mai thôi. Vâng. Tùng cúc trúc mai vàng vàng đúng rất là ý nghĩa. Ừ, ngày xưa hỏi chặt chẽ lắm cháu ạ. Anh hỏi thêm về thông tin là rồi tí nữa để giờ mình quay bên ngoài cho mọi người nhìn. Dạ. Thì cái cây này, cây xanh này thì nó có phải có ý nghĩa về phong thủy gì không ạ? Hay cứ đặt cho à, không, cái này là tự mình làm thôi. Cho đẹp thôi đúng không ạ? Tự mình làm nó đẹp thôi. Vâng. Không còn năm chưa, nó mới để trước nó đường ra. Vâng, chúng ta quan sát lại phía bên ngoài một chút nhá. Nhưng mà thấp này. Không cửa móng đâu. Vâng. Rồi, chúng ta quan sát lại phía bên ngoài. Đây là tự cho làm. Lương ơi. Dạ. Người ta nói là tụ thủy cũng như tụ nhân nhá. Vâng. Đây này. Đằng à, trước. Đằng trước là trước này là cái ao là tụ thủy. Tụ thủy đúng không? Tụ nước về. Tụ thủy cũng như tụ nhân, à. Nghĩa là nước về thì người cũng về. À, rồi rồi cháu hiểu. Nhá. Đấy, nó phải chuẩn như vậy. Cây là ngũ phúc. 5 cây là ngũ phúc. Đây đủ 5 cây, 1 2 3 4 5. Nó đứng là nghĩa là 5 5 cây. Nó đứng vào hàng chữ sinh của thầy Mai Gia Lễ. Đấy, còn nữa là cây làng. Nữa là cây làng, hai bên vâng. Là cây long. Còn hai bên này là nhưng mà cho cháu hỏi thêm là cái này thì có phải mời thầy không ạ? Về với những cái vàng. Mời thầy. Vâng. Đấy để ở đây đang chôn một cái chấn phòng này. À. Chưa làm. Chưa làm. Vâng vâng. Phải có cái chân phong đằng trước đó. Thông qua video này, những anh em mà làm xây dựng hoặc là những vị chủ nhà mà chưa hiểu về từ đường gì thì các bạn có thể hiểu rất là kỹ về mà từ nếu đường. Nếu mà ai có làm từ đường thì cứ đến địa chỉ này. Vâng, đấy. Thì các bạn cứ gọi điện cho tôi để giới thiệu cho bác. Thì bác sẽ giới thiệu những nghệ nhân giỏi đúng nhất rồi. Để có thể làm được cái phần mà từ đường này. Nếu mà có tâm huyết thì họ từ Quảng Trị, họ một ngày họ ra đây họ đắp xong là họ lại về luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái chi tiết này. Từ nghệ nhân từ Quảng Trị ở đây. À. Vâng, thế thì trước khi kết thúc video bác ạ, thì cho cháu hỏi hai bác là cái tổng số tiền mà đầu tư trong cái từ đường này thì có nhiều tiền không ạ? Tổng cái này á. Dụ như bây giờ mình tính cả ở đây cho thấy là có cả cổng này. Có cả cổng, cả khuôn viên đây. Hàng rào này. Hàng rào. Đúng không ạ? Đấy thì tổng là mình tổng đầu tư khoảng bao nhiêu tiền? Đường này cái khuôn viên này khoảng tầm ướm ướm thôi. 8,5 gần 1 tỷ. Gần 1 tỷ. Đấy. Rồi, rất là hoành tráng. Rồi tất cả luôn đấy. Tất cả luôn. Cả cây kia các thứ hết luôn. Vâng. Đó. Được ạ. Vâng vâng. Đấy thì nếu các bạn có nhu cầu mà thiết kế một cái mẫu từ đường này thì các bạn có thể liên hệ với bên chúng tôi. Đấy, cũng như hoặc là các cái nghệ nhân như vừa rồi các bác ở trong video nói đấy ạ. Thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giới thiệu cho các bạn những cái nghệ nhân làm từ đường tốt nhất.
Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.